Ân sinh đã làm được rồi sao? Dạ, Chủ tịch. Ân sinh thiếu gia chỉ mất 6 tiếng để đạt được sự chấp nhận của thủ tiên. Cậu ấy đã dự báo chính xác sự thay đổi của thời tiết. Nhưng mà, có thiệt bà là bằng... Bao... Dĩ nhiên rồi. Cả đời này cô bị gạt nhiều quá rồi sao? Sự thật mà nói thì tôi thích những chỗ nhỏ nhắn dày. Chỉ có người trong gia có thể tới được. Thiệt là... <laughs> Tôi biết rồi, bà cứ nghỉ ngơi đi yeah. cô Hiếu Xuân sẽ về sớm à tôi biết <laughs> ừ. Cái bạn thỏa thuận giấu ở đâu ha nơi này thiệt là nghèo nè cháu làm rất tốt ân sinh khá lắm xin cảm ơn ông nội làm rất tốt chứ còn hoàn thành sớm hơn ông giờ cháu may mắn cháu tới rồi để cháu không giúp cho ân sinh dân tường một mình tới đây làm gì ờ tụi cháu cùng nhau tới nhưng mà cháu có giúp chuyện trên quà không cháu có tận tình ở bên cạnh giúp đỡ cho ân sinh dân tương hay không dạ có thưa nội rốt cuộc là giấu ở đâu chứ hay là cô nuốt vào trong bụng mất tiêu rồi rất là hay em giỏi lắm ân sinh làm sao mà em dự báo trước được thời tiết và còn làm sao mà em được điều này có thể nói rất là thần kỳ hả em cũng thấy rất là thần kỳ sao các vị tổ tiên lại công nhận em <laughs> anh cũng thấy vậy nó rất là kỳ diệu cuộc dân tương thì đã thành công tuổi trẻ nhất của tập đoàn bước tiếp theo sẽ làm gì sẽ là nghi lễ nhậm chức nghệ nhân xuất sắc nhất vậy còn chuyển bộ bí mật của mình ừ đợi sau khi lễ nhậm chức nghệ nhân xuất sắc hoàn thành em sẽ nói bí mật của em nói cho ông anh lớn cảm ơn anh nhiều em quan tâm cho em và chăm sóc cho em đối với anh mà nói em còn hơn <laughs> cả người nhà của anh nữa Là vậy mà tên nhóc <cười> <cười> cô <laughs> thể dân tường thành công nhanh như vậy cô <laughs> đây là phước của con trai tôi lại nhận được lời chúc mừng cảm ơn thím nhiều thím cũng cực khổ hà minh bị lễ phục cho buổi nhậm chức nữa khoan đã cô đi đâu đó còn đi đâu tôi về nhà mau vậy à bây giờ tôi về cô cũng gây sự xảy ra chuyện lớn lễ dân từng kết thúc rồi bây giờ Hứa Xuân đang về nhà đó hả ờ, về nhà hả ờ ờ biết má biết ờ à, ờ à, à, trang hân à má vẫn chưa tìm thấy má ráng tìm cho mau đi ờ ờ ờ má biết rồi trang à. Hả? Hả? hả rốt cuộc là chuyện gì chuyện gì đã xảy ra ở đây như đồ đạc trong nhà đã bị lục tung hết lên rồi hả? chỉ mất sáu tiếng đã thành công ừ. trước đó em đã thất bại rất nhiều lần anh ngủ ở nhà hả <laughs> không phải anh nghe em phải quỳ ở phòng thờ làm lễ tới mấy ngày lận nên đã mua cái này cho em không phải nghe nói ở phòng thờ rất là lạnh nè à. giờ làm sao đã không cần dùng nữa em đang đi trước đất à à, à, à ấy, đừng nh nhộn ơi đừng mà Ồ, à nhưng mà có thể thắng được anh hay không Hả? đợi coi à, nè <laughs> đau quá hả ờ ờ làm em đau à ân ừ. nhân cứ mạng, đây là giường của em húng anh quên ờ anh cũng đi ngủ Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Là má của tôi. Chị nói là má tôi đã tới đây. Vậy, bà ta có đèo kiến. Còn cao chừng này nè, cô sẽ lại lục tung đồ đạc trong nhà bừa bãi như vậy. Mụ phù thủy tóc bạc là má của dì Trang, hơn đó chỉ có bà là người lớn tuổi mới. Phù thủy tóc bạc, tìm bản thỏa thuận. Bản thỏa thuận hả má? mụ phù thủy thất má lấy được bản thỏa thuận của hiếu à, xuân mau đưa à, con coi coi con à, đi. đưa con à. À, đúng là nó rồi à, má à, là cái này rồi má à như vậy có thể thở vào nhẹ nhõm con coi xong đó, rồi xé nó luôn không có cái thứ này chứ xong thì xé đi cái bản thỏa thuận này đúng ra phải xé thành trăm mảnh từ lâu rồi. <laughs> ờ, cái này là cái gì? In. Ờ... Ừ. Hả? tôi nói làm sao? Là, má nhìn đi. Lạ vậy. Sao lại? Dù có lấy đi cũng không sao. Hả? Không phải đây là bản copy sao? Đỏ, vậy mà dấu ở trong này là màu đen. ơi, Ê... Ê... cái con hiếu xuân, cái con độc ác này đây nè. Vậy thì bản gốc đang nằm ở chỗ nào? Ê... Đuổi ra khỏi nhà, phải lâm vào bước đường cùng. Họ đã đuổi má đi, lại còn giả làm móc chìa khóa hình con cá vàng. Còn bán hết đi cổ ta. Những lời nói dối, và những trò lừa gạt của họ sẽ không có xảy ra lần thứ hai nữa đâu. <laughs> Xứng đáng là người đã nuôi dạy nghệ nhân xuất sắc đời thứ 14 của tập đoàn nước Tương Hoàng Tôn. <laughs> ôi, 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 làm hết hồn à. Gì nữa đây? Má, điện thoại. Là... Là, là Hiếu Xuân. ôi Giờ làm sao bây giờ? Cô ta biết chúng ta lấy trộm đồ nên mới gọi điện thoại tới. Má rùng quá hả? À. Làm sao? ơi má mau nhận máy đi. Là má lấy trộm thì má phải nghe điện thoại. Nghe điện thoại? Nè con bắt máy đi, cổ là bạn con mà. Ôi thiệt là... Ờ, à. ừ. à, Xuân à, có chuyện gì đó, đã trễ rồi mà. Ngày mai gặp nhau. À, được thôi tôi biết rồi ôi làm sao đây à, ngày mai à. phải gặp cũ thiệt là sợ quá bây giờ dạ. làm sao mới tốt đi con à. phải thôi chức buổi lễ, nhầm... lễ nhầm nước tương hoàng tôn mấy chục năm nay lần đầu tiên có chủ nhân mới đây là chuyện vô cùng quan trọng đối với tập đoàn nước tương hoàng tôn ờ à, ây như thưa bác cảm ơn bác đã mời con nhất định con sẽ tới hãy coi nghệ nhân xuất sắc mới nhậm chức là con trai của con thì được. hả con sẽ như là bậc cha mẹ, bảo vệ cho nó giúp bác. Con trai của mình sở cũng là con trai của cháu. Đây là chuyện đương nhiên rồi, thưa bác. <laughs> Phòng kế hoạch tập đoàn SS có sự kiện. Con hãy qua bên đó, Cùng uống rượu, rồi nói chuyện một chút. Ôi, làm sao bây giờ hả má? Phải đi kìa. Trước khi Hiếu Xuân bị chúng ta xúc vào một lần, nhất định cô ta muốn trả thù. Chắc chắn là không có dễ dàng tha thứ đâu. Con cứ đi trước đi. Nếu như con tới trễ thì Hiếu Xuân nó càng tức giận thì phải làm sao? Còn phải tỏ thái độ gì để con sợ quá Nè Con phải nhớ tới trò gô sóp. Nếu lên bài có đen đuổi như thế nào đi nữa Cũng nhất định phải sống cảm Nhớ chưa Đây chính là kỹ thuật để đánh bài Con biết rồi Tốt Sao lại là... Sao không gọi má cô tới luôn ừ? ừ? Được Má tôi Đã tới nhà cô muốn cái gì từ nay đừng có tới nhà tôi Cô Và cả má của cô Tôi biết Không, cô gọi người bận biểu như tôi tới đây để nghe cái này Không phải Bản thỏa thuận à. Bản thỏa thuận thì sao Tôi là gì Lễ dân tương và buổi nhậm chức của người nghệ nhân xuất sắc nhất. Mới không muốn... À, ra vậy. À, rồi sao? Nhưng nhìn cách cô và má của cô. Tôi dặn xin không biết gia đình tôi sẽ còn gặp phải những chuyện gì. Gia đình các người, nhất định. Hãy làm theo bản thỏa thuận. Cái gì? Là thế nào? làm theo thỏa thuận đuổi chúng ta ra đặc... ở nghĩ trong mắt hiếu xuân chính là có ý này rốt cuộc tại sao lại viết bản thỏa thuận sao có thể giết cái bản thỏa thuận vô tác dụng như vậy tại sao lại tới nhà của cổ trong thời gian này càng phải cần biết tự trọng chứ chúng ta đã thua thì cũng cần phải có thể diện của người thua phải đợi tới lúc ấy nghệ nhân xuất sắc nhất là ân sinh thậm chí cũng hoàn thành xong lễ dân tương tập đoàn đức tương hoàng tôn sẽ trở thành khó ân sinh sau khi buổi lễ chúng ta có thể ở lại đây chúng ta không được cầu xin nó cứ sống ở đây thì sao chuyện kết hôn của chị cũng không bị ảnh hưởng em buồn mà quá này con nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều xác định là phải chết còn con thì sao má mọi người ngọc ngồi... sinh con sẽ tự đi theo đường của con con phải cố gắng thi đậu người dẫn chương trình nhưng mà con cũng không thể vui vẻ hạnh phúc được <laughs> <laughs> không thể kết thúc như vậy được Thì đối không Chị đã hiểu Được Chị muốn thế này chơi Được được mà Xin Chị dù có bị điên Em vẫn thích chị <laughs> Nhưng mà chị à Nếu có anh ân sinh tới cùng Thì quá tốt <laughs> Hay rồi à. Anh hai của em rất bận. Không bận mới là lạ. Em biết rồi, chị qua đây nha. Ừ. Chuẩn bị hả? Chuẩn bị. Đồ hiến à, hai con đều phải bắt đầu bắt tay vào làm. Tham gia sự kiện cộng đồng công ty của bà. Con nữa? Sao con phải tham gia? Đặc biệt là con, Tại sao lại tổ chức gấp Bà không muốn đứng phía sau tập đoàn nước tương Hoàng Tôn. Tập đoàn Hoàng Tôn đang dần mất thế. Chúng ta là một gì chúng ta phải núp sau một công ty đang dần mất địa vị. Dạ. Cô sẽ làm theo lời dạng của bà. Phải rồi. Tạo sản phẩm của tập đoàn Asset con phụ trách đi. Tới lúc con phải thể hiện bản thân. Đừng dùng tới sự trợ giúp của người khác. Con hãy tự mình chuẩn bị. Cố gắng để thu hút sự chú ý của dư luận nhưng phải làm sao đây con lại không thích xuất hiện trước đám đông muốn mời em tới đó nếu em thấy ngại thì không tới cũng được cũng không phải là chuyện khó nhưng tại sao nhất định là bạn có ý lần đầu tiên giới thiệu anh với giới truyền thông báo chí nếu như em có thể tới thì anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cái gì chứ? Đâu thể so với con trai tập đoàn SS, không ra gì hết. Anh là người kế thừa, còn em là người giành chiến thắng nhờ sự cố gắng. Nè, anh thật sự rất là khâm phục em. Đừng có khen em quá. Anh hỏi em là có thích anh hay không? Em đó. Ừ. Anh thích em. Thành thật mà nói, thì em dành càng ngày cứ quan tâm tới em. Dù anh với chị của em đang quen biết nhau Nhưng ngày nào anh cũng ở chung với em Nhưng mà Anh tạm thời Anh chỉ làm theo những gì con tim mách bảo Anh muốn mời em tới Thì anh nhất định sẽ mời Vậy thì em tới Anh cũng vì em mà tới một chỗ này đi nha Đó là lễ nhậm chức của nghệ nhân xuất sắc Đã ứng định ngày Anh làm đồng nghiệp của em Em chính thức gửi lời mời anh Đương nhiên Vậy thì anh tới, em đi. Ok. Nè. Yeah. Xuất sắc. Ba, con cũng đi. Ba cho con đi. Nhà ba, cho con đi nữa. Vậy là đồng ý. Ba đã nghe lời con. Ba, đã... cô đi làm cũng phát huy được năng lực. Nhờ con mà số lượng khăn bông của tập đoàn SS đã tăng lên rất cao. Cho con đi với nhà. Con mà cũng có thể gặp được nó hay sao? Nhưng con không được tham gia vào bữa lễ này. Chỉ có những... <laughs> ừ. <cười> <cười> Vẫn còn có chị Na hiểu. <laughs> ờ em nha. Buổi lễ nhậm chức sẽ vào ngày mai. Mau về à? phải ông nội cũng đã chuẩn bị xong rồi anh tới tham dự buổi lễ nhậm chức nha được anh tới sẽ rất là tốt em có được ngày hôm nay anh đã giúp đỡ em rất nhiều vậy, vậy thì sau buổi lễ nhậm chức kết thúc em sẽ nói bí mật cho anh nghe hay sao như vậy mới không thể mất đi được người mà em yêu người mà em yêu bí mật của em không thể nói ra nhưng mà muốn nói ra thì em phải gạt người khác em cũng không muốn nhưng mà nếu như em tiết lộ bí mật của mình thì em cũng sẽ đánh mất người em yêu hay sao đúng là như vậy có chắc chắn như vậy không phải nhất định sẽ tới dự buổi lễ anh sẽ tới tham dự với tâm trạng thật vui vẻ được anh lớn nếu như em nói ra sự thật em là con gái đối với ông của em và cả nhân viên của tập đoàn em sẽ mất đi rất nhiều thứ anh rất lo cho em hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng lỡ em có ngã xuống rồi em có bị thương hay không ngày mai. <laughs> Đúng là nhanh như xe lửa. À không, mau thế nào, đơn giản là cảm thấy chống hết cả mặt rồi. À không, sao lưng có ma quỷ thần linh theo đuổi, còn có cả chó dại chạy theo nữa. của chủ tịch. <laughs> Chúng ta bây giờ là cơm hâm đi hâm lại, giống như là cơm cho chó vậy mà. <laughs> Được, vậy đã mực lặt đeo trên cổ sẽ cũng bị rơi mất. Người có bàn tay vàng tới với buổi lễ nhầm chức nghệ nhân xuất sắc nhất phải chuẩn bị một chút. Mọi người cũng vậy. Đều phải chuẩn bị lễ phục cho tốt. Đây là nội dung chi tiết. Đoan à, em sẽ mời chị đến tham dự sự kiện thiết kế sáng tạo của tập đoàn SS và dự buổi lễ nhậm chức. Chị thấy sao? Chị tới đây gặp em không phải là điều hiển nhiên hay sao? Là chị muốn tiến xa hơn với anh hai em. Mà. Hey, Ê... em việc gì mà phải làm bộ. Chị giúp em rồi thì em giúp chị. Thế nào, chúng ta mời lại được. Chị sẽ mời em tới dự buổi lễ nhậm chức nghệ nhân xuất sắc. Nhưng mà đồ ăn à. Khi chị được mời đến tham dự sự kiện thiết kế sáng tạo của tập cho tới giúp em ở trong sự kiện đó. Làm thế nào? Chị là người dẫn chương trình của đài SPC. Chị đến đó dẫn chương trình Ủa, ừ, Được Ân <laughs> à, xin trở thành nghệ nhân xuất sắc nhất như vậy Có chết con cũng không có tới Nè Con định làm thế nào Nếu mình không tới đó Thì giám đốc có thể tha thứ cho chúng ta sao Còn cái hiếu xuân nữa Cổ chịu đi yên à Ôi, Họ đều nói nếu chúng ta không tới đó thì xác định sẽ chết chắc đó còn. ôi trời thiệt là làm thế nào bây giờ. À. 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 Có tham gia vào sự kiện sáng tạo của SS hay không? Đến giờ vẫn chưa có trả lời. Hội trưởng đích Thân tới tìm. Bây giờ phải làm gì? Tổ trưởng Hàng tỏ thái độ, cho việc mua bán cổ phiếu của tập đoàn nước tương Hoàng Tôn vẫn chưa giải quyết. Việc mà Tổ trưởng Hàng phụ trách chuyên mua bán cổ phiếu của tập đoàn nước tương Hoàng Tôn. Cậu hãy giải quyết đi. Tiếp tục mua... cuối cùng cũng đã tới rồi em trai con được nhậm chức nghệ nhân xuất sắc giống như là trong mơ ba con trên trời mà biết được cũng sẽ rất vui má rất là hạnh phúc hà minh cảm ơn má thời gian này má đã cực khổ lắm rồi má xứng đáng được nhận thành công của em trai con cũng đã vất giả. <laughs> Một ngày vui như vậy thế nào đây ha? Con thiệt là tò mò. Đương nhiên sẽ rất khó chịu. <laughs> Chúng ta vui như vậy. Tàn. Con không thể đi được nó. Có nghĩ thế nào cũng không thể tới đó chúc mừng cho ân sinh được. Hiếu xuân. Sự... Nhưng mà thiệt con không thể chấp nhận ân sinh được. Tuyệt đối là không thế nào. Khi trông thấy diễn cảnh đó. <laughs> Đừng đi nha má dĩ nhiên là má đâu có muốn đi nhưng mà làm sao làm sao có thể con bị đau bụng đau bụng tới nỗi không có đi được hả à, bị đau bụng đúng là cái này giả bộ bệnh giả bệnh à. Ừ, anh. À, à. à, à. chúng ta hãy đi qua bên kia đi. Đợi ba của em tới. Ờ, ừ, được chị. má và bà ngoại ở đâu hết hai người đó bây giờ chắc là đang đau bụng ôi trời ơi ôi ô. ôi ô, cái bụng của tôi làm sao vậy nè anh trốn ôi, ô, cái ô, gì? Ô, gì không biết cái bụng tôi ôi, dạ. ôi, ô, ôi, ô, đau quá ôi ôi đau, 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 đau ôi đau quá ôi ôi À, đồ ăn à ba em tới rồi kìa đồ chú nào ứ là ba em ba buổi lễ chưa bắt đầu à còn nữa đây là chị na hiểu đang hẹn hò với anh đô hiến tình mậu dạ cho bác cháu là trang na hiểu trang na hiểu ba chút nữa hãy nói chuyện bây giờ cũng đừng có nhìn gì lại. <cười> <cười> Ừ, anh ăn xin. 88.com xin ân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Ba mời con như vậy, con cũng không nhận lời thì dù chấn à. Bây giờ, tập đoàn nước tương nghi thức nhậm chức chính thức được bắt đầu. Nước tương Hoàng Tôn Trang Ân Sinh sẽ trở thành nghệ nhân xuất sắc nhất đời thứ 14. Theo sự chỉ bảo, Trang Ân Sinh, nghệ nhân xuất sắc nhất, sẽ kế thừa gia nghiệp 400 năm lịch sử của tập đoàn nước tương Hoàng Tôn. Chính đoàn nước tương Hoàng Tôn phát triển lớn mạnh làm rạng rỡ truyền thống gia đình. Chính thức bổ nhiệm Trang Ân Sinh thiếu gia trở thành truyền nhân và chúng tôi sẽ được trai quy chương chứng nhận cho nghệ nhân xuất sắc này. Nghệ nhân xuất sắc nhất đời thứ 13 Trang Phổ Dũng Xuất sắc nhất đời thứ 14 Trang Ân Sinh Quy chương chứng nhận nghệ nhân xuất sắc, đời thứ 14 trang ân sinh, 400 năm, tôi sẽ luôn giữ gìn truyền thống. Sẽ cố gắng để xứng đáng với nguyện vọng và sự chấp nhận của tổ tiên. Tôi sẽ đem đoàn nước tương hoàng tôn phát triển vững mạnh. Tôi xin hứa sẽ làm rạng danh gia tộc dòng họ trang.